Anh Long ơi, các bạn có đặt câu hỏi là giữa TOEIC với cả IELTS thì nhà tuyển dụng thích cái nào hơn? Không biết là anh Long có thể biết được tiếng nói của các nhà tuyển dụng ở trên Top CV là họ sẽ thích cái chứng chỉ nào hơn không? Thực ra là về TOEIC với IELTS ấy thì thực ra nhà tuyển dụng nếu mà theo view thị trường ấy thì nhà tuyển dụng chắc chắn thích IELTS hơn, tại vì IELTS thì về cái năng lực, gọi là những cái năng lực liên quan đến speaking và writing của các bạn ấy, nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là như anh có bảo ấy, là khi mà mình đi ứng tuyển ấy, không phải mình đi xin việc mà nó phải là một cái việc là công việc phù hợp với năng lực của mình, thì về cơ bản thì anh vẫn nghĩ là TOEIC hay IELTS nó không quan trọng bằng cái việc là vị trí đấy yêu cầu cái năng lực tiếng Anh của mình như thế nào. Và nên là ở đây các em cần phải xác định được rõ là mục tiêu, cái vị trí mong muốn của các em ấy nó cần cái gì, và sau đó thì các em lựa chọn cái phù hợp. Và các em nhớ có thể, và khi mà chứng chỉ TOEIC hay IELTS ấy nó chỉ thực sự cần khi mà cái công việc đấy, cái việc hay là cái quá trình apply cơ hội đấy nó cần một cái chứng chỉ thôi. Còn không thì về cơ bản là khi mà mình đi làm ấy, thì như bọn anh thì nó sẽ cần cái năng lực thực chất trước. Còn đâu là cái TOEIC hay IELTS nó chỉ là một cái thước đo thôi. Còn kể cả em không có TOEIC hay IELTS nhưng mà em có thể verify, giúp nhà tuyển dụng verify được cái năng lực của các em qua, ví dụ là các em làm bài test năng lực về tiếng Anh, các em vẫn đạt được một trình độ tương đương nhưng cái chứng chỉ đấy thì các em vẫn được nhận vào. Nên là hãy sử dụng những cái chứng chỉ của mình một cách thông minh nhất, và mình từng lạm dụng nó. Từ view anh thì anh sẽ chỉ khuyên các bạn là nếu mà các bạn có cái mục tiêu liên quan đến du học, học bổng hay là những cái công việc mà chuyên sâu về mặt nghiên cứu chuyên môn, thì bạn hãy đầu tư vào cái bằng IELTS. Đấy, IELTS thì bằng nó chỉ có giá trị trong khoảng tầm 2 năm thôi, xong rồi mình phải thi lại. Thì nếu mà không thì nó cũng rất là phí. Và nhà tuyển dụng thì họ không quá quan trọng về cái bằng đâu, nếu mà công việc của em thực sự yêu cầu năng lực. Đấy, thì đấy là cái view của anh. À, thế thì không biết là anh Dũng có cái góc nhìn tương tự hay là khác với cái thông tin mà anh Long vừa chia sẻ không? Anh Dũng có thể chia sẻ cái góc nhìn ở bên Gameloft được không? Cái yêu cầu về IELTS và TOEIC thôi. Yêu cầu về IELTS và TOEIC. Ở Gameloft thì yêu cầu là tất cả mọi người tham gia vào Gameloft thì đều phải biết tiếng Anh, bởi vì là làm việc trong đối với cả các cái đối tác và đồng nghiệp nước ngoài mà. Nhưng mà cũng không đòi hỏi gì về chứng chỉ cả, mà CV sẽ là bằng tiếng Anh, bài test, các bài test chuyên môn bằng tiếng Anh luôn. Và trong phỏng vấn thì nếu những vị trí nào mà cần phải có trao đổi nói chuyện bằng tiếng Anh thì cũng sẽ phỏng vấn bằng tiếng Anh. Còn chứng chỉ thì không cần thiết. Bản thân như anh thì cũng không hề có ý định thi lấy chứng chỉ gì cả, cho đến khi là đi học thạc sĩ, nhà trường yêu cầu phải có chứng chỉ để xác nhận tiếng Anh thì mình mới thi thôi. Cho nên những cái chứng chỉ đấy thực sự đúng như anh Long nói, là nếu mà mình có một cái nhu cầu hết sức cụ thể nào đấy nó bắt buộc thì mình hẵng thi, bởi vì nó cũng tốn chi phí, cả chi phí học cả chi phí thi. Và thực ra theo như cá nhân anh thấy là nó cũng có thể là khiến mình sao lãng nữa, bởi vì chẳng hạn như khi bạn đi học IELTS thì một phần rất lớn những thứ bạn được học sẽ là những cái mẹo và những cái cách thức để giải quyết các cái bài toán cụ thể ở trong IELTS đấy, chứ chưa chắc nó là thực sự là improve cái tiếng Anh của mình lên. Nếu mà mình đầu tư tiền của công sức để học những cái chương trình học theo đuổi những cái mà nó phát triển cái năng lực tiếng Anh lõi của mình lên ấy, thì đấy là đầu tư hiệu quả hơn. Cảm ơn anh Dũng. Thực ra có một bạn này có một cái câu hỏi hơi ngược là thế bây giờ em không có bằng đại học nhưng mà em lại có chứng chỉ TOEIC hoặc IELTS thì em có xin được việc ở chỗ công ty nào đấy không? Hay là có một bạn khác, có một bạn đang hỏi ở chat box đây là bạn Thùy Liên thì có hỏi là thế bây giờ em có chứng chỉ em học chuyên ngành tiếng Anh thương mại thì sau em ra làm cái gì em có phải đi học một cái chuyên ngành nào đấy rồi em hẵng đi tìm việc hay không? Vậy là cái chỗ này nó hơi ngược lại một xíu đúng không các anh? Cái này thì thực ra anh làm gì có bằng Anh đại Dũng thử học, chia sẻ game blog thế nào, anh Dũng thử chia sẻ ở game blog xem tức là bản có thân cần anh phải đi không có học bằng một đại cái học, chuyên môn không? mà anh không có bằng cả đại học này. Và cái hồi anh vào game blog anh cũng không có bằng đại học, và ở trong game blog cũng có rất nhiều anh lead là cũng không phải là người có bằng đại học đấy. Thì nếu mà để đi xin việc ấy thì thực ra nó tùy vào những cái vị trí. Nếu bạn làm những cái vị trí nó đòi hỏi có những cái chứng chỉ, có những cái bằng cấp cụ thể, như kiểu đi dạy thì bắt buộc phải có bằng sư phạm rồi, đi làm luật, đi làm luật sư bắt buộc phải có bằng luật. Nhưng còn lại nếu mà đi để làm một kinh doanh marketing, làm chuyên viên thì không cần. Thực ra bạn có thể bắt đầu đi làm luôn từ khi mà chưa nhận bằng, bởi vì bạn đang học ở thì đừng bỏ nhé, đang học thì đừng bỏ, nhưng mà bạn có thể sẵn sàng đi làm luôn được rồi. Và cái mình cần là cái chuyên môn thì nó cũng là phụ thôi, cái chính là cái khả năng học của bạn nhanh đến đâu.
và cái niềm đam mê với cái công việc cụ thể đấy nó nhanh đến đâu. Còn như ở trong Gameloft thì các bạn đến từ khắp các thể loại trường khác nhau, có những bạn học ngành khảo cổ, có những bạn học ngành lịch sử, nó cũng không liên quan gì cả, miễn là các bạn thích cái vị trí đấy, cái công việc đấy là được.